Nghịch lý chuyện Hanye, Đăng Quang bị chê xấu như đàn ông, lọt top 5 lại được ca ngợi 9 tầng mây. Nếu như những ngày đầu Đăng Quang Hanye vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thì hôm nay Hanye lại trở thành người hùng của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc. Đăng Quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hanye vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi lần đầu tiên trong lịch sử có một hoa hậu tóc ngắn như đàn ông. Bên cạnh đó, nhiều người còn dè biểu khi cho rằng cô là người dân tộc thiểu số. Thay vì đáp trả những lời chê cười của khán giả, Hanye tập trung vào những hoạt động trong thời gian đương nhiệm. Cô làm mọi người thán phục bởi câu chuyện truyền cảm hứng cho những cô gái ED, một hoa hậu giản dị đến từng núi rừng Tây Nguyên. Ngay từ lúc đăng quang, mọi người đã phản đối khi cho rằng Hanye quá khác biệt khi sở hữu mái tóc tém ngắn củn, đi ngược với phong cách nữ tính của nhiều người đẹp trước đây. Phá vỡ mọi quy chuẩn sắc đẹp vốn có, Hanye từ một cô gái gây nhiều tranh cãi, thì giờ đây cô ấy lại được mọi người nhớ đến với thành tích cao trên đấu trường nhan sắc. Thậm chí cô còn bị chê không đủ tư cách với danh xưng hoa hậu bằng nhiều từ ngữ phản cảm trên mạng xã hội. Chẳng những không để lại mái tóc dài như trước, hoa hậu sinh năm 1992 còn mang nét đặc trưng của mình lên đấu trường nhan sắc thế giới. Có thể thấy qua từng ngày đăng quang, Hanye đã chứng tỏ bản thân mình với tất cả mọi người từng chê bai cô trước đây. Từ gương mặt bị chê là nhạt nhòa, Hanye đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt thứ vị cao tại lịch sử của Miss Universe, cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Khoảnh khắc bất ngờ của Hanye khi xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc. Hanye có sự tiến bộ rõ rệt qua các phần thi, từ phần giới thiệu bản thân, trình diễn dạ hội, trình diễn bikini và trả lời ứng xử trong đêm chung kết. Nhìn lại những hình ảnh ấn tượng làm nên thành công của Hanye tại cuộc thi sắc đẹp năm nay. Hanye tự tin trả lời phỏng vấn trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Trong đêm bán kết, Hanye thu hút với những bước cắt quốc chắc chắn đầy quyến rũ. Cú xoay người 360 độ đã giúp Hanye chiếm trọn spotlight. Chắc chắn khi về Việt Nam với chiến tích nổi bật này, Hanye đã khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về hoa hậu với mái tóc ngắn, nước da ngăm đen này. Mức đình trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo xoay sở thế nào ở ASEAN Cup? Chức vô địch của tuyển Việt Nam phải trả một cái giá khá đắt với chấn thương của đình trọng. Vừa qua, Đình Trọng đã có một trận đấu được cho rằng xuất sắc nhất sự nghiệp. Lối đá khôn ngoan của cầu thủ này đã khiến hàng công của Malaysia tắt điện toàn tập. Không ngẫu nhiên khi trung vệ của Hà Nội được ví von là Cannavaro của Việt Nam. Đáng tiếc, sau những pha vào bóng ác ý của Malaysia, Đình Trọng đã gặp phải chấn thương lệch xương bàn chân phải. Theo thông tin từ VTV, với chấn thương này, dự kiến Đình Trọng sẽ được cho sang Hàn Quốc để chữa trị tốt nhất. Và chắc chắn tuyển thủ này sẽ vắng mặt tại VCK ASEAN Cup 2019 sắp tới. Câu hỏi đặt ra của người hâm mộ là đội tuyển sẽ xoay thở thế nào trong 3 tuần tới. Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo không lạ với những chấn thương bất ngờ ở đội tuyển. Trước thềm AFF Cup 2018, chúng ta cũng từng lo lắng tột cùng khi Văn Thanh không thể thi đấu. Song thuyền trưởng Ngũ Gật đã làm tất cả sững sờ khi để Trọng Hoàng, vốn chuyên tấn công về đá hậu vệ phải. Ở vị trí mới, Trọng Hoàng vẫn chơi nhiệt huyết và góp mặt đầy đủ trong những trận đánh quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Trở lại vấn đề của Đình Trọng, chúng ta đang mất đi một người đá dập tốt. Đây là bất lợi lớn khi đối đầu với những đối thủ cao to đến từ Tây Á. Nhiều khả năng Bùi Tiến Dũng sẽ được ông Park chám vào chỗ trống. Với những ai không hình dung ra phẩm chất của trung vệ này thì xin nhắc lại một tình huống điển hình để mọi người cùng nhớ. Đó là pha phước bóng dài chuẩn xác đến từng cm. Từ phần sân nhà để anh Đức lấp bóng qua cầu thủ Mom Sira. Bóng chạm xà và Văn Toàn lao vào tiếp ứng kịp thời. Bàn thắng ở phút cuối đó đã đưa chúng ta vào trận chơi bán kết tại Trung Quốc hồi đầu năm. Một phương án khác hoàn toàn có thể được ông Park đem ra sử dụng là quay về sơ đồ chỉ có hai trung vệ. Như vậy Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh sẽ đá cặp với nhau. Ở tuyến trên, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng và Hùng Dũng có thể luân phiên đá chơi cạnh nhau tùy theo tính chất trận đấu. Đó là một phương án không tồi và sơ đồ 4-1-4-1 đã được Việt Nam sử dụng ở giải lần này. Thế nên, người hâm mộ hãy an tâm, những cầu thủ còn lại của đội tuyển sẽ thi đấu tốt phần của Đình Trọng. Hanye chia sẻ điều gì đầu tiên sau khi lọt top 5 Miss Universe 2018? Hanye đã có những chia sẻ vô cùng xúc động sau khi ghi tên mình vào top 5 Miss Universe 2018.
Sáng ngày 17 tháng 12, chung kết cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 đã chính thức diễn ra tại đất nước Thái Lan. Vượt qua 94 thí sinh đến từ các quốc gia trên toàn thế giới, người đẹp Philippines Katriona Elisa Gray đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 một cách thuyết phục. Sau khi trải qua các phần thi và lần lượt vượt qua các vị trí top 20, top 10, Hanye được xướng tên vào top 5 chung cuộc. Cộng đồng mạng Việt Nam ngay lập tức dậy sóng, người hâm mộ nhan sắc Việt vỡ òa trong cảm xúc. Khi sau 65 năm chờ đợi, cái tên Việt Nam cuối cùng cũng đã được xướng tên trong top 5 chung kết. Khoảnh khắc Hanye bên 4 người đẹp trong top 5 đã làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt ở đấu trường Miss Universe. Ở phần thi ứng xử, khi được MC hỏi về phong trào Me Too trên thế giới, Hanye đã đưa ra quan điểm của mình, câu trả lời ngắn gọn và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Bản thân em cho rằng phong trào này không nói quá, bởi vì khi bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ lạm dụng tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống chúng ta cần được tự do, cần được bảo vệ. Cảm ơn. Không thể giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Universe 2018, nhưng việc lọt top 5 của đại diện Việt Nam đã nhận được nhiều lời động viên, chúc mừng của các nghệ sĩ Việt và khán giả cả nước. Từ Thái Lan, top 5 Miss Universe 2018 Hanye đã có những chia sẻ của mình về chặng đường gần 20 ngày chinh chiến tại cuộc thi, cũng như cảm xúc của cô khi được gọi tên vào top 5 chung cuộc. Xin chúc mừng Katriona. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi Miss Universe cùng với đội ngũ ekip. Cảm ơn Thái Lan, đất nước của tình yêu. Đặc biệt cảm ơn gia đình, đội ngũ công ty của tôi và tất cả những người hâm mộ của tôi luôn ủng hộ tôi. Hanye giơ cao lá cờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam Hanye diện chiếc đầm tuyệt đẹp của nhà thiết kế Linh Sang trong đêm thi chung kết Miss Universe 2018. Harry Won biến mất khỏi nhanh như chớp Trường Giang, đam mê danh vọng bỏ Việt Nam về Hàn Quốc rồi. Harry Won sợ tôi và không chịu được áp lực từ tôi nên mới bỏ dẫn, Trường Giang chia sẻ. Vừa qua tập 36 chương trình Nhanh Như Chớp lên sóng với nhiều phần chơi hấp dẫn và thú vị. Chương trình tuần này gồm những khách mời quen thuộc như Miyu, Chun Vũ, Will, Hà Thu, Shaikyu và Quỳnh Hương. Trường Giang, Harry Won sợ tôi và không chịu được áp lực từ tôi nên mới bỏ dẫn. Như đã biết trong chương trình Nhanh Như Chớp tuần trước đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa Harry Won và Trường Giang. Cụ thể Trường Giang liên tục bắt lỗi trách cứ Harry Won vì nói ngọng, giận khó nghe, khiến người chơi không hiểu được rõ ý câu hỏi, anh luôn miệng đòi thay MC khác. Tiếp đó Trường Giang còn lôi chuyện hậu trường ra để trách Harry Won vô tâm, làm ít mà hưởng lương cao, anh nói. Thứ nhất, Harry Won chưa bao giờ mời tôi ăn lần nào hết, còn tôi ngược lại, rất nhiều lần. Thứ hai, chưa bao giờ Harry Won hỏi tôi có mệt không sau chương trình, chỉ có tôi hỏi Harry thôi. Thứ ba, Harry Won chưa bao giờ nói anh Giang ơi, hôm nay anh nói nhiều quá để em nói hộ cho, làm hộ cho. Tôi toàn làm nhiều còn Harry Won làm ít, nhưng lương của Harry Won lại rất nhiều. Thế thì Harry Won còn tồn tại trong chương trình làm gì nữa? Điều này khiến Harry Won tranh cãi một hồi, nhưng vì tranh cãi không lại nên Harry Won đã bỏ về giữa chừng, khiến khán giả vô cùng hoang mang. Đến tuần này, Harry Won đã thực sự vắng mặt tại chương trình để Trường Giang phải dẫn một mình. Tuy nhiên, Trường Giang tỏ ra khá bình thản và còn tiết lộ, ngày hôm nay, một mình tôi sẽ dẫn dắt chương trình cùng các bạn trải qua nhiều thử thách trò chơi. Harry Won vì đam mê danh vọng mà đã rời bỏ Việt Nam để về Hàn Quốc tham gia một dự án phim. Theo tôi biết, đó là một bộ phim truyền hình, hình như nó cũng được mua bản quyền để phát sóng trên sóng truyền hình Việt Nam. Tôi và các bạn hãy cùng đón xem bộ phim đó là gì, nhưng tôi đoán tên của bộ phim đó là Vật Thẩm. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang vẫn tiếp tục nói về chuyện nói ngọng của Harry Won. Dù chẳng biết bộ phim đó có thành công hay không, nhưng các người chơi hiện đang rất vui mừng. Họ chúc mừng lẫn nhau khi nghe tin Harry Won không còn dẫn cho chương trình này cùng tôi nữa. Sở dĩ họ vui như vậy vì họ biết sẽ nghe câu hỏi dễ hơn, trả lời nhanh hơn. Đa số người chơi không thể nghe câu hỏi từ Harry Won vì Harry Won nói quá khó nghe. Không những vậy, khi được người chơi hỏi lý do vì sao Harry Won không xuất hiện, Trường Giang đã trả lời thẳng thắn. Harry Won sợ tôi và không chịu được áp lực từ tôi nên mới bỏ dẫn. Khá nhiều khán giả tỏ ra hoang mang và cho rằng việc Harry Won bỏ dẫn vì xích mích với Trường Giang là thật. Tuy nhiên, một số người cho rằng Harry Won chỉ tạm thời ngưng dẫn một thời gian vì có việc bận. Trường Giang cấu gắt, phải nhờ người dẫn hộ vì vắng Harry Won. Tuy nhiên, cũng có lúc Trường Giang cảm thấy hoang mang và phải thừa nhận, không biết số này khán giả có coi không. Trong quá trình dẫn và hỏi người chơi, Trường Giang khá nhiều lần có thái độ hơi cấu gắt, nhất là khi đã gợi ý mà người chơi không trả lời được.
Trường Giang gắt gỏng vì phải dẫn và hỏi quá nhiều. Đến gần cuối chương trình, Trường Giang cảm thấy chán nản vì phải một mình dẫn và đọc quá nhiều câu hỏi, nên đã nhờ quý ông Trần Xuân Huy dẫn hộ. Anh nói, có bấy nhiêu câu mà cứ đọc đi đọc lại mãi như thế này chán quá. Lâm Khánh Chi, tôi muốn gặp cầu thủ Anh Đức một lần để ôm chặt cơ thể ấy vào lòng. Tôi muốn gặp anh Đức một lần để ôm chặt cơ thể ấy vào lòng, để cảm nhận dòng máu dân tộc đang chảy qua cậu ấy. Lâm Khánh Chi chia sẻ, chiến thắng lịch sử của đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa qua đã khiến cả dân tộc vỡ òa, trong đó có nhiều nghệ sĩ. Sau khi xem xong trận đấu, Lâm Khánh Chi đã có chia sẻ đầy dữ dội và thú vị, thể hiện cảm xúc cô đã trải qua. Thấy Quang Hải bị chơi xấu, tôi tức tới mức cấu chồng mấy cái. Chưa từng có trận bóng đá nào đem lại cảm xúc cho tôi nhiều như trận chung kết này, cảm giác như đang trải qua đến tận nửa đời người vậy. Chỉ xem một trận bóng thôi mà tôi đi hết từ hồi hộp, lo lắng, phẫn nộ tới vui mừng hạnh phúc. Tôi từng vỡ òa một lần trong niềm sung sướng khi chứng kiến bàn thắng của U23 Việt Nam tại Thường Châu hồi đầu năm. Nhưng trận đấu đó chúng ta gặp phải quá nhiều khắc nghiệt mất mát và không thể giành được chiến thắng, nên trong niềm hạnh phúc ấy của tôi vẫn có chút tiếc nuối. Đến trận chung kết này, mọi niềm vui đã thực sự trọn vẹn và thăng hoa hơn rất nhiều. Đây là trận đấu của đội tuyển quốc gia, đại diện cho cả dân tộc đất nước. Là cuộc chiến danh dự, thể diện và niềm tự hào của hai quốc gia với nhau, chứ không chỉ là một giải trẻ nữa. Cả hai bên đều tập trung ra những cầu thủ xuất sắc nhất nên càng gây cấn hơn. Và quan trọng hơn cả, chúng ta đã chiến thắng một cách trọn vẹn nhất. Đội tuyển Việt Nam ơi, các em đã làm tốt lắm. Chị tự hào và hãnh diện khi được đứng chung dưới một lá cờ cùng các em. Lúc Quang Hải bị đội bạn chèn ép chơi xấu, tôi phẫn nộ tới mức chỉ muốn chửi thề. Khi ấy tôi tức tới mức không kiềm chế được còn cấu chồng mấy cái. Tôi chỉ muốn có mặt ngay trong sân để đẩy cầu thủ Malaysia ra thật xa khỏi Quang Hải mà thôi. Cầu thủ Anh Đức hôm nay quá tuyệt vời. Người ta cứ nói đây là trọng tài nổi tiếng giỏi nhất Đông Nam Á, nhưng tôi thấy ông ta không xứng đáng làm trọng tài vì thiên vị và sự ép cầu thủ của chúng ta. Thậm chí tôi còn nói đùa với chồng, bên Malaysia hôm nay có thêm một cầu thủ chiến lược khác tên là trọng tài, anh tài này quá ghê gớm. Nhưng chẳng sao, Malaysia có tài thì Việt Nam có đức. Cầu thủ Anh Đức hôm nay quá tuyệt vời, thế mà hồi đó người ta còn chửi Anh Đức ầm ĩ khi cậu ấy lên được đội tuyển, giờ thì những người từng chửi Anh Đức sẽ phải sáng mắt ra. Anh Đức quá tuyệt vời, đội tuyển Việt Nam quá tuyệt vời, tôi muốn gặp Anh Đức một lần để ôm chặt cơ thể ấy vào lòng, để cảm nhận dòng máu dân tộc đang chảy qua cậu ấy.